Hôm nay đang có mặt tại Lâm Đồng nhá. Hôm nay đang có mặt nhà bạn đây, Tám Hoàng này. Anh em nếu mà đây, đây là Tám Hoàng. Còn đây là những người bạn của anh em ở Lâm Đồng này. Hôm nay là xin phép được quay một chút để làm kỷ niệm. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của mình trong chuyến đi miền Trung miền Nam này này. 10 ngày. Hôm nay là anh em ở đây là bạn Tám là đón tiếp, sáng nay thịt một con trâu. em quay lên trên rừng. Okay. Đây, chào tất cả anh em nhá. Rồi. Hôm nay rất là vui gặp gỡ toàn thể anh em Lâm Đồng này. Rất nhiều gương mặt. Ở đây cũng rất nhiều người mua chó ở miền Bắc nhá. Được cũng nhiều mà thua cũng nhiều rồi đấy. Nói thế là anh em đã hiểu rồi. À. Em xin bây giờ anh em rót rượu giao lưu đồng khởi chán chưa? Rồi. À. Mời tất cả anh em đam mê nhá. Ok. Okay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trận đầu video vừa rồi, quý vị và các bạn có thể thấy là tôi vừa đi qua một khu rừng thông để đến giao lưu với nhà một người anh em tại Lâm Đồng trong chuyến đi miền Trung, miền Nam đợt tháng 5 năm 2023 vừa rồi. Và sau đây xin mời mọi người theo dõi tiếp video của Lái Đăng. Đây, hôm nay đang đi xem ba con chó săn nhé. Đầu tiên con này tên là gì nhỉ? Con đang nằm này. Em gọi mực hết, quạt mực hết. Cứ gọi là mực hết à? Ba con đấy là quạt mực hết. Đây là ba con chó tư đây nhé bạn. Con này là một. Con cái đang nuôi con này là hai. Và con đực này là ba. Con đây, con đực này vàng này thì quý em không bán vì con này nó đi rắn khá là tốt. Con này để lại. Hôm nay đang muốn bán hai con chó săn cầy cho mình. Đây là hai con này cùng đàn. Con cái này và con đực này cùng đàn. Đực này là hăng lắm phải không? Con này nếu mà chơi rắn là nó pha ngay. Nhưng mà hổ trâu cũng đi được hơi à? Hổ trâu, con đi hổ trâu. Ờ. Hổ trâu hổ mang là nó cũng săn, nhưng mà con này cũng cao dài đấy nhỉ. Con này tầm khoảng 15 cân này. Còn hai con này thì anh em nào thích là mua về hàng săn cầy cáo là hai con này. Con cái thì cũng khá đẹp đấy. Cả hai con này chân thì không hiền đề. Bây giờ chó mới khoảng độ 1 tuổi thôi, con này mới đẻ lứa đầu. Con được cái lưỡi đốm không? Hình như không đốm thôi. Ừ. Chân tay đẹp đúng không? Con này kể cả mèo nhà và mèo rừng ham lắm à? À. Con cái này thế nào? Có ham mèo bằng con kia không? Con này mèo thì cũng đuổi á. Ừ. Như được cắn phũ, con đực thì nó cắn cả mà. Ờ. Phàng ngay đấy. Phàng ngay. Dê có cắn không? Dê chưa cho gặp. Dê không phải dê. Chưa gặp. Mà gặp mà nhìn hiện tượng là hình em rồi đi về. Ừ. Mừng cho xa. Không dám cho gần gì. Con này lợn nó nhà biết là con thích chơi cả lợn à? Lợn nhà. Con này mà ghép vào đàn đi săn thú to được nhỉ? Yeah. Lợn. Em cho đứng dậy tí nào. Con lợn mua về lợn về là quây cả buổi đấy. Đêm nằm. Ừ. Nằm cạnh. Ờ. Chó này xích suốt chứ phải không? Em đợt địch được cá nhiều em xích. À ừ. Đâu cần thả. Dắt lùi ra ngoài tí, quay về sau tí. Con chó này nghe nói là rất là sung anh em ạ. Mèo với lợn các thứ là nó phang hết đấy.
cả ba con đều đi hơi thấp à? Ừ. Vì đây là chú em chuyên mua chó về đi săn rắn. Hai con này thì nuôi từ bé lên. Năm ngoái lúc mình vào đã thấy hai con chó này rồi, bé. Phải một năm rồi, bây giờ lại. Gà vịt thoải mái không vấn đề gì phải không? Thoải mái luôn. Ừ. Xích là đuổi mà quát phát là im. À thế à. Gọi là mực à? Cả ba con gọi là mực hết. Con này chân móng to cũng đẹp phết đấy anh ạ. Cao dài. Săn rắn nhưng hôm nào đi săn rắn mà gặp chồn đèn bạc má thì chắc là thôi. Thôi. Nghỉ luôn. Dạ. Ba con cứ tự săn. Con này vành lỗ đít cũng khá tốt đấy. Chó tầm này là bắt đầu đi được cái rồi, một tuổi là đi ác rồi đấy. Yeah. Ừ. Quay đi cho nó sáng anh em xem rõ tí. Ui. Đẹp đấy, con chó đực này cũng khá đẹp đấy. Đây còn chó cái này cùng đàn nữa. Cái này thì cắn thì không phũ bằng con đực đúng không, nhưng mà đuổi thì đuổi. Ừ. Chui rúc sục sạ. Chui rúc sục sạ luôn. Ừ. Con nó được 50 ngày chưa nhỉ? 40 ngày à? 40 ngày. Nhà anh có một đàn cũng tầm gần tháng rồi. 40 ngày thì hơi non, để khoảng chục ngày nữa thì đẹp, 50 ngày. Con này có đẻ có hai con mà cũng không to lắm nhỉ? Em chăn kém ấy. Không phải, nhưng mà bằng tầm này là bắt đầu con 40 ngày là đi ác rồi, mẹ đi săn ác rồi. Nhưng mà con này đặc biệt là không thích rắn tí nào. Không thích rắn tí nào. Ừ. Đặc mèo, đặc chuột hay đặc giết. Ờ. Chim. Ờ. Ba này ăn chim. Thoải mái. Đấy. Gà vịt là không cắn. Cái đen. Cả ba con đều đi hơi thấp hết rồi. Trong ba con này thì con nào, trong hai con đen này thì con nào chịu khó nhất? Chịu khó hơn. Chịu khó để đi gặp hơi thoát rồi. Chịu sục rồi. Con kia thì nó đi vòng hơi rộng. Con đực này đi vòng rộng hơn đúng không? Đực đi vòng rộng. Con để chui rúc vào bụi rậm là con này. Hai con đực này. Ừ. Con này con đực vàng. Con kia săn rắn thì nói. Ê, bây giờ hai anh em đưa chó ra ngoài thử tí xem nào. Hai con chó bé này thì có người nhận rồi anh em ạ. Hai con chó cái hết. À thế à? À nó biết nhà này có mèo rồi. Xuống là pha ngay, một mình con này dám cắn không? Hằng đấy. Con cái phi vào hay con đực ấy? Đực. À con đực à? Đực ném phát thì... Con đực thì sục á hơi ấy. Rộng quá nó nhảy lắm. Quá nhảy. Được mà. Đang cho ra bãi cỏ thử xem sao. Hơi rộng. Đi ra không bên kia thử đi nè. Chó này thích sục sạo thôi. Có con dẻo gì chắc là chuột. Ừ. Chuột con. Chuột là cũng chơi nhưng mà chuột chắc con cái ham hơn phải không? Cái ham. Ừ. Sông suối thoải mái. Ừ. Đấy, gặp con mèo nhà nào ra là phang ngay. Con này thì con đực này cũng thế thôi nhưng mà quấn chủ nhỉ. Gọi sục đâu phát là vào ngay đấy. Ngay. Được cái tốc độ nhỉ.
rậm cỏ quá khó nhìn. Mực 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 đây, con này cao dài phi ác ạ. Bãi quang quang này thử xem nào, rậm quá không nhìn thấy gì cả. Được cái nhanh đấy. Anh thích con chó nó dài đòn như này. Nó không phải mình thích mà nhiều người cũng thích mà. Nhưng mà con này là tầm 1 tuổi thì chưa phát triển hết mấy đâu. Nó vẫn còn lên nữa. Con này nó lên hết cỡ tầm khoảng 2 cân nữa, ok. À, không cho ra đường nữa, ra đường nguy hiểm quá. Vướng lưới mà. Con cái này tầm khoảng cũng khoảng 14, 15 cân, 14 cân nhỉ? Bây giờ chắc khoảng 14 cân. Còn con đực kia thì 15 cân thoải mái. Anh em nào thích săn săn mèo thì phải con này. Cắn phũ. Còn con cái cũng đuổi nhưng mà lại không cắn ác vào con đực. Ừ. Nhà anh mà hai con chó cái không đi tơ là bắt con đực này về luôn, nhưng mà nó lại đang đi tơ trời mấy hôm nữa. Hôm nay cứ quay lên là anh em nào thích thì cũng bắt vào việc, phải nào nó gần nhà, không về lại phải xích phải nhốt. Đoạn này. Cái vẫn cứ đứng chờ xem này. Được cái là hai con không huyền đè. Một cặp đen tuyền. Con đực này thì có một tí lông trắng ở ngực. Con cái này nó đi chịu ngửi phết nhỉ. Nó đi nó ngửi ngửi nhá. Con này tối em không xích xích bao giờ, cái lần mò ra vườn vườn. Đuôi cũng đẹp, hai con này mỗi con một kiểu thôi. Cái đuôi thẳng. Đèn như hai hòn than. Con đực này giờ về cho vào đàn là chơi là lên ngay đấy. Được cắn mèo rừng lần nào chưa? Chưa. Nhưng mà tiếc được cắn. Nhưng gặp hơi là đuổi ác. Tiếc. Lấy quần quần trong kia đéo nào. Ba con nó dồn dồn la vào thế là làm. Đấy. Có khi là chục con chó săn là không được đâu, nhưng mà có khi chỉ một hai con vô tình săn nó đi lệch hướng là nó chơi vào. Ví dụ hai con chó này thuộc dạng khá anh em ạ. Còn chó non thì không thể đảm bảo là săn giỏi được. Được cái là ham săn. Được cái là ham săn và chó lì lợm. Anh em nào thích ở đồng bằng thì nuôi chó cái như con là nói hơn. Mắt đỏ nhỉ? Cái lông. Hai con mắt đỏ như nhau. Con này mắt cũng bé ti. Con này cũng khá giống với mấy con chó đen anh mới bắt cách đây khoảng độ nửa tháng. Đợt vừa rồi bắt được mấy con chó đen. Năm nay lại nhiều chó đen và lại nhiều chó cái. Năm nay không thấy chó đực mấy. Anh em đang bán nhiều lắm nhưng mà đi xem thấy nó không ổn, không dám bắt. Qua mưa thả lợn cho rũi đất mình quanh mẹ thì thôi. Cắn phát toát cả đít. Lợn trắng hay lợn đen? Trắng. Trắng nó cắn thì đen nó cũng cắn hết. Nó con này máu lắm rồi. Đè sống. Lợn to không? 30 cân. 30 cân mà con này nó cắn. Đè luôn. Đấy à? Kéo chạy. Máu đấy. Phát lưng phát mông. Con này khoảng 15 cân mà con lợn 30 cân mà nó đè ra nó cắn này.
đuôi thẳng xấu lưng. Rồi cho đi về nhà.